thưa quý vị phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo thành phố hút thông minh được xác định là một trong ba đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố hút đà nẵng lần thứ 22 thực tế hiện nay thì đà nẵng đang là điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư công nghệ thông tin công nghệ cao năm 2022, lĩnh vực công nghệ thông tin của thành phố Hước tiếp tục có hết sự tăng trưởng tốt. Đây là cơ sở để kỳ vọng trong năm 2023, Đà Nẵng sẽ có thêm những bước tiến quan trọng tham gia mạnh mẽ và chuỗi giá trị toàn cầu ở lĩnh vực này. Thời gian qua, Đà Nẵng là điểm đến được nhiều doanh nghiệp công nghệ cao của nước ngoài lựa chọn đầu tư. Việc ưu tiên thu hút các dự án ở lĩnh vực này cũng là một trong những định hướng lớn của thành phố hiện nay nhằm tạo ra những nét riêng biệt và hướng đến sự phát triển cho địa phương. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn của Đà Nẵng và cả Việt Nam về nhân lực công nghệ thông tin, cũng như hệ thống mạng lưới các trường đại học hàng đầu của cả nước tại đây và định hướng của thành phố trong việc xem công nghệ thông tin là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng tại đây. The People's Party, the committee have done an excellent job preparing university. Tôi cho rằng sự gắn kết chặt chẽ giữa các trường đại học và các doanh nghiệp đã giúp cho Đà Nẵng có được một đội ngũ lao động khá dồi dào và chất lượng. Chính điều này đã hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển của kinh tế địa phương, nhất là ở lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cầu. Riêng ở lĩnh vực công nghiệp phần mềm, năm 2022 kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 110 triệu đô la Mỹ, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021. So với trước đây, nhiều doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng đã và đang tiến dần lên bậc cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp phần mềm tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023. Dự kiến hết năm nay chúng tôi vẫn đặt đâu đó tăng trưởng khoảng trên 25% và doanh thu năm nay sẽ dự kiến khoảng 2.200 tỷ. Thì đến năm sau thì sẽ có những cái sự tôi hy vọng rằng là vẫn có những sự biến động lớn ở thị trường nước ngoài do những cái lo ngại về về sự khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu nhưng mà đồng thời đó cũng là một cơ hội lớn bởi vì rằng Epsop sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng hơn với những cái chất lượng chất lượng dịch vụ và giá thành của mình nên về cơ bản chúng tôi vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 30% cho năm sau. Hiện thành phố Đà Nẵng đã xác định chủ đề năm 2023 với quyết tâm chính trị cao. Những điểm sáng tăng trưởng qua năm qua sẽ là nền tảng tốt để thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2023. Năm tập trung khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội tích cực tham gia và nỗ lực trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu cũng như tiếp tục khẳng định thương hiệu đà nẵng điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn